Xin thú thật, đây là lần đầu tiên trong đời của con mà con đã đạt được một kỷ lục. Từ trước đến bây giờ con chưa bao giờ có, đó là xa nhà. Thì thật sự thì con cũng xa nhà được 2 năm rồi. Thì con cũng là rất là nhớ nhà, nhớ tất cả mọi người, nhớ cha, nhớ mẹ, tất cả anh chị em của con, cũng không chỉ riêng con mà tất cả các anh em ở đây cũng rất là nhớ nhà. Con cũng có đôi lời. Con tin chắc rằng mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là những chị em ở đây, chúng ta đều có đến hai người mẹ. Người mẹ thứ nhất là người mẹ đang nằm đi đâu, yêu thương chăm sóc và bảo hộ chúng ta từ nhỏ. Người mẹ thứ hai đó là người mẹ trên trời. Chúng ta đều có một cái tình yêu và một yêu thương sâu sắc dành cho mình. Cũng nhân dịp hôm nay là ngày lễ tạ ơn, chúng con cũng xin có một cái khúc dành riêng cho mẹ để nói lên cái lòng biết ơn và cái tình yêu của chúng con. Và đây cũng là lần đầu tiên chúng con tập trung với nhau trong lúc diễn. Nếu mà có gì thì sẽ giúp quý cha quý thầy cảm ơn. Có những chiều